Hồ gỗ coi nè. Hồ gỗ nó đã. Hồ gỗ nó chém vô trắng phích luôn. Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay Tấn chạy xuống nhà của bà dì Tấn nè. Tấn bắt cậu ông. Tấn đi với anh Hậu nè. Chào cả nhà luôn anh Hậu. Chào cả nhà. Thì trời cũng vừa mưa xong nè, bữa nay mưa quá trời mưa nè. Đây để Tấn quay cái tổ ong cho cả nhà xem nha. Đây, nó đóng trên cái xíu xíu trên nóc chuồng bò nè, một cục đen giữa màn hình nè cả nhà. Cục mặt thì thấy nó cũng phì lắm, phì đó. Sao nó phì có một bên hả anh Hậu? Nó phì bên kia nghe, bên đây không có phì nha. Cái cục mặt này bên mấy bên này là nó không có phì nha. Phì ít xịt à. Đây nè. Cục mặt con cũng đã lắm nha cả nhà. Bên đây phì nhỏ, bên kia phì mới nhiều. Kèo ảnh. Kèo ảnh hả? Đóng trên cái nóc chuồng bò nè. Còn đây là nhà của bà dì Tấn nha. Trời, mưa quá trời, trơn cây cây này nó đóng trên cây wow nè nghe cả nhà. Chuồng bò nè. Để Tấn bọc qua đây. Bọc bên kia nhìn thấy cái cục mặt nó phì dữ lắm, phì. Cái cục này Tấn đoán chắc tầm khoảng 2 lít. Cả 2 lít, 2 lít rưỡi không anh Hậu? 2 lít rưỡi lên hả? Lâu quá rồi không thấy cục mặt bự nữa, hết biết đường đoán rồi. Đây nè. Ôi, nó phì cái đầu coi kìa. Cái đầu này không biết kêu bằng đầu gì nữa nè. Đầu này kêu bằng đầu bò hả? Trời trời, bên đây nó phì dữ vậy. Trời ơi, bên đây nó phì quá trời phì luôn nè cả nhà. Nó đóng trên cái cây wow nè. Bò ăn rồi, tao cho mày bò à. Đầu cá dồ. Coi, đầu cá dồ hả? Lâu quá rồi mới có gặp được cái đầu cá dồ nghe. Rồi thì để Tấn với anh Hậu chuẩn bị đồ nghề làm đuốc. Rồi Tấn lên Tấn bắt nè. Rồi Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Đây thì Tấn cũng chuẩn bị đuốc xong rồi nè cả nhà. Sập xuống hết chưa anh ba? Ảnh sợ đó, ông anh của Tấn đó nha. Ông sợ, ông sập một cái mùng xuống rồi. Trời ơi, lúng không trời? Vậy bước qua đó nó lúng không? Bước qua góc dừa ha. Để Tấn là một cái ục cái xuống cái mương cứt bò này cái rồi về tắm 7 ngày chưa hết thúi nữa. Để Tấn đốt kiến vàng hả? Kiến chơi giàu quá trời, cá dồ chảnh này. Nó không cháy nè. Bạn cũng không biết đường đi luôn rồi nè. Bò chung ra đó nè. Nó cũng hơi tầm nghe cả nhà. Tao thấy nó phì cũng bự lắm kìa. Thấy nó phì quá trời phì luôn. Bữa giờ lâu lắm rồi mới bắt được con tổ phì như vậy nè. Cũng hơi dướng nha cả nhà, cũng thông cảm nha. Không biết cái càm nó có lem nước không nữa. Trời mưa nè. Để Tấn coi cái Tấn chùi cái cam cái này được. Còn nó có ướt không? Cái nhà thông cảm nha. Bò giờ nó la đấu vậy. Tựa nó trơn. Ú mẹ nhỏ. Trời ơi liệu. Chợt. Chợt cái nhà cũng thông cảm nha.
ong rồi nè. Hơi khó lên, sợ nó dướng gì hoài vậy. Rồi nó dướng gì vậy. Ôi ôi, cái ong nó phì quá trời rồi cả nhà. Đốt. Ôi cái đút tắt rồi. Tăng đốt lại cái này được. Mưa trơn quá cả nhà. Trời mới mưa nè, cái lá dừa nó cũng không có được khô luôn. Đốt cho cái đốt nó cháy rồi cái tấn mấy gì quyêu được cái cục mật nha. Cái nhánh tấn đứng là không biết khô hoa tư nữa nè. Rồi qua trời cái tổ ong nó phì rồi cả nhà. Nó đã gì đâu á. Trời ơi nước bị nước. Chùi cái cam cam. Quá trời. Nó phì rồi. Đừng vớt nha cái đốt. Mày vớt là chết tao luôn đó. Ôi nó phì coi nè. Cái chót coi kìa. Ôi rồi nó phì nha. Cái nhánh đưa lên. Nó có cái nhánh đưa lên. Nó phì cho bá vậy. Ôi rồi nó đã. Hết biết cái nó phì anh Hậu ơi. Nó phì hết biết rồi. Đâu có. Nó phì. Đó, anh Hậu cũng đứng luôn đó kìa. Trời ơi, ổ này già dữ lắm, già rồi. Muỗng chúa quá trời luôn rồi nè. Dạ, trời ơi, phỏng. Muỗng chúa quá trời, muỗng chúa rồi. Ổ này tháng mấy, 2 tháng trên ba. Ổng để vài bữa đi luôn, nó cũng hết con rồi nè. Trời ơi, ổ này có thể đi luôn nè. Não muốn hết con rồi. Trời ơi, nó chám voi, ông nội ơi, quá trời cái cục này. Vô rồi. Quá trời cái cục mặt nó chám voi rồi đó nha. Ổ này có thể anh để cả anh Tần Lễ nữa đi nè. Thắng hoàng để mà được. Cái cây này nó giòn không trời? Giòn một là một cái ẩm xuống cái cước bò này cái trái chết luôn quá. Cái cây này nó hơi nhỏ nha cả nhà. Cây qua ông nó giòn không anh ba? Đốt xỉ xuống mưng cước bò cái chết luôn á. Giờ mưa nó trơn quá trơn cả nhà. Ừ, không có đứng được nữa nè. Đứng không có dám quay nó trơn. Cái cây quao này nó trơn lùi à. Nó như cây gòn vậy. Đứng quay lại đàng hoàng mới được. Dịnh trên mới dám ấy. Ồ rồi coi nè. Ồ rồi nó đã. Ôi ôi nó chám voi trắng phích luôn. Ờ cái ổ này nè. Bỏ vài bữa nó đi luôn nè. Ôi sao quá trơn luôn rồi. Tân tràn qua đây cái từ từ nha. Tại vì nó trơn quá trơn cả nhà. Tấn cũng chưa thấy bên kia nữa nè. Trời ơi, sâu đây nè. Sâu nó vô mặt luôn nè.
Tấn review cái cục mặt nha. Ở đây thì thấy rồi nè, mà bên kia thì Tấn chưa có thấy bên kia nữa. Bên kia hồi nãy ở mé bên cái bình đó thấy nó phì dữ lắm, phì. Trời nó đã đồ vô coi nè, hết có biết quá tuyệt vời. Trời ơi, gỗ này cả 3 lít ra cả nhà. Dạ nó quýnh này nè, dạ nó quýnh Tấn rồi. Dạ trời ơi nó đã khói quá trời rồi, đồ nó đã nè. Phê ổ này cả 3 lít đó nha. Đây quá tuyệt vời. Thôi để Tấn tranh thủ Tấn cắt rồi Tấn sửa. Quá trời sâu à, cái tổ nó sâu quá sâu. Mưa nè, Tấn cũng nhát giò không dám đứng mạnh nữa nè. Ở nhà xem cũng thông cảm nha, mưa nó Tấn không dám làm mạnh nữa. Trời ơi nó đã. Bữa giờ biết bao lâu rồi mới cắt được cục mặt như vậy nè. Tấn gọt sâu cái, nó chám vô trắng phít hết trơn luôn rồi. Tấn bắt Tấn cũng cho và gì có xài đi cho Tấn cũng không có lấy nè. Bà con của Tấn cho bà dì bà đi dành bà xài, nó cũng lớn tuổi rồi. Thôi Tấn gọt đại xuống vậy nha. Ổ này không biết ở không nữa nè, nó nở hết trơn con luôn rồi cả nhà thấy không, đâu còn con kiết gì đâu. Không tin để cả tháng nữa là còn cái dĩ không. Cả tháng nữa xuống thì còn cái dĩ không à. Trời ơi nó đã. Tính sửa tạm thời vậy thôi nha. Trời ơi ông trời ông gầm, thì ớn ăn thôi. Ông làm nghe hì hì á. Quá trời cái bộ mặt rồi nó đã. Nó đâu có bu nó hút lại được, tại vì bít vô hết trơn rồi. Cái tay Tấn để như vậy là Tấn sợ nó ấy nha cả nhà. Trời ơi không vừa cái bọc à, cái bọc này 10 kg mà muốn không vừa luôn rồi. Để Tấn kéo giãn cái bọc càng, cái kéo giãn cái miệng nó ra chút cho nó lọt nè ha. Kéo giãn là cái nó lọt liền ha. Tấn không có đứng ngay xa được nha. Kỹ coi, trời nó chồm lên trên luôn rồi. Gà nó quýnh nữa rồi. Dạ trời nó quýnh, không có thế đứng nha cả nhà, cũng hơi khó nha. Đóng gì tàn ác thiệt chứ. Vậy chú anh chị ông bậy, ta còn dưỡng cái kèo móc ta còn bắt nữa. Đúng là tay trái ấy ấy không đau mà. Trời ơi mày, ruột mày gớt cái tao tự giận luôn á, không có mặt đầu đền. Ừ bẻ nó không gậy. Ôi nó nặng. Cục này
quá tay rồi. Đồ ít xí. Mặt hồ, mặt nó vàng nó đẹp quá nè cả nhà. Mỗi tài quá. Quá trời, không biết vô vừa cái vỏ không nữa nè. Quá đã cái cục mật rồi. Ừ, cả nhà. Cả nhà mình có mua mật xài thì liên hệ Tấn nha. Số điện thoại của Tấn là 0901 240 258 nha cả nhà. Còn cả nhà mình á muốn kết bạn Zalo với Tấn á thì 0979 810305 nha. Để Tấn ngồi xuống cái Tấn ngồi xuống cái Tấn bỏ cái cục mật vô túi mày được. Cái nhánh này ơi trời 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 cắm đầu. Cục này hơn 3 lít nè. Quá trời rồi. Quá trời cái cục mật rồi. Bữa giờ lâu quá không bắt được cục mật bự. Nặng quá trời nặng rồi. Để Tấn cột lên cái mới được. Cột lên cho nó chắc. Cái nhánh nhỏ quá ngồi nó hơi khó nha cả nhà. Trời mới mưa xong không còn gầm hì hì kìa. Cái túi của em nó hơi nhỏ rồi. Đó, êm rồi đó, im gu rồi đó. Để Tấn cạo cho nó sạch cái kẹo có mới được. Cạo sạch kẹo rồi, nếu mà nó còn ở thì nó bơm mật lại. Cạo cho sạch kèo nó mới bơm mật mạnh nha cả nhà. Tối nay Tấn dưỡng nó, Tấn cắt gì thì Tấn dưỡng nó rồi. Đập mũ chúa bỏ. Quá trời cái cục mật rồi, cắm đầu rồi. Xuống không được luôn nè. Ờ nó quýnh này. Nó quất Tấn này nè. Ui da, phỏng. Hồi giọt nha cả nhà. Bà nó nó xeo xuống đây nè. Tấn có liệu gì hay vậy bà, cả nhà cũng thông cảm nha. Tại cái tật hay liệu. Ồ nó nặng. Nè cái mũ chúa nè, Tấn gập bỏ nè. Để thôi nó tách bày. Ý. Quá trời nặng rồi. Dạ. Bà nội đó, phỏng. Trơn quá không có xuống được nữa nè. Này khó cả nhà. Ôm cày tuột luôn. Tuột với cái quần mòn lắng hết trơn à. Chưa có tiền mua quần mới nè. Quá trời rồi, nó mệt rồi. Tấn dục cái đuốc vô đi. Đi cho nó gọn. Tại nó dướng.
cũng hơi vướng rồi, cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Trời ơi, cái mưa cứt bò. Ê, lấy cây cần anh ba, có cây cần không anh ba? Cần thử coi mấy ký. Gì mà xài dí vậy? Nặng chết đỉ mẹ, đủ đủ. Coi chừng lủng bọc nha. Lấy cái bọc vô nó đi. Ngày con voi với cục mặt gì trời. Khoan, từ. Cái gì? 5 ký hả? Căng căng 100 ký luôn nha. 5 ký rưỡi hả? Đây, mặt 5 ký rưỡi nha cả nhà. Ôi ôi trời, nó đã lâu quá rồi. Mới cắt được cục mọc nó vậy. 3 lít mọc. 3 lít không? 3 lít. Rồi cái máy này nó nên chi ba chao nữa hay gì rồi. Em rồi chấm rồi thì Tấn à. Cũng xin tạm dừng clip luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha. Ôi trời, cục này nó đã rồi nè. Trắng hơn Ngọc Trinh. Trời, trắng hơn Ngọc Trinh.